top những cặp đôi không thể đến bên nhau vì thương nhất trên Somen. Thầy giáo dạy văn từ cấp 3 của mình từng nói một câu khiến mình nhớ mãi đến ngày hôm nay rằng dù là thời khắc sống còn nhất, dù là dưới mưa bom bão đạn, thậm chí là đứng trước ngưỡng cửa của ngày tận thế, những đóa hoa tình yêu sẽ luôn nở rộ, miễn là con người còn tồn tại, bởi vì chúng ta sinh ra là để yêu và được yêu. Điều đó trùng hợp thay lại hoàn toàn đúng trong thế giới trên Somen anh em ạ. Dù phải sống dưới sự đe dọa của vô vàn con quỷ, ra đường mà quên thắp hương pháp là bay màu. Thậm chí đối với nghề thợ săn quỷ thì ranh giới giữa sự sống và cái chết càng mong manh hơn gấp bội. Nhưng như một quy luật tất yếu, tình yêu vẫn luôn nảy nở. Nhưng giống như một thanh niên vừa bị bố đá, tác giả Fujimoto thường xuyên chia cắt các cặp đôi đáng lẽ ra phải được ở bên nhau bằng những thứ như là tư tưởng, số phận, thậm chí là cái chết, dẫn đến những hoàn cảnh bi đát, nhìn mà đau lòng từng đoạn. Anh em có biết mình đang đề cập đến những cặp đôi nào không? Nếu không, hôm nay ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Và mình lại là thuyền trưởng Weebu Never Die đây. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ. Aki và Himeno. Mở hàng cho video ngày hôm nay chắc chắn phải là cặp đôi mà cá nhân mình thấy thích nhất, Aki và Himeno. Vào những ngày đầu tham gia hội thợ săn quỷ, Hayakawa là một cậu trai tân không biết gì về ăn chơi, hút thuốc, bia rượu đều say nâu. Thậm chí đến cả tia gái còn chả dám nữa anh em ạ. Khi ấy không ai khác ngoài Himeno đã giúp anh vào đời. Với thân phận là một đàn chị, cô gái một mắt luôn tận tình chỉ bảo, thậm chí có thể nói là bảo vệ Aki trong một khoảng thời gian dài cho đến khi anh sở hữu sức mạnh như ngày hôm nay. Lửa gần rơm lâu ngày thì cũng bén, Himeno không biết từ bao giờ đã bị thanh niên samurai bắt cóc con tim. Từ đó về sau, cô coi Aki như một trong những mục tiêu quan trọng nhất để tiếp tục sống. Về phần Hayakawa, dù ngoài miệng lúc nào cũng báo thù, nhưng thực ra anh còn đam mê quả đồi của Makima nữa. Cho nên dù nhận thấy tình cảm của Himeno cũng không thể đáp lại. Cả hai chỉ dừng lại ở thân phận đồng nghiệp trong hàng năm trời. Cuối cùng khi Denji xuất hiện và hai người cùng nhau tái hợp một lần nữa, mối quan hệ giữa Aki và Himeno mới thực sự có biến chuyển. Trong tất thảy các trận chiến, thanh niên này vẫn luôn giữ một thái độ bất cần, sẵn sàng đánh đổi tuổi thọ, thậm chí là đối mặt với cái chết. Nhưng Himeno lại là người đứng sau lo lắng cho anh thông qua những chi tiết như ngăn Aki dùng kiếm này, đưa ra những lời thỉnh cầu giống như Aki hãy sống sót, vân vân và mây mây. Đến cuối cùng, Himeno cũng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ người mình yêu. Thậm chí khi biết mình sẽ chết, cô còn lập một khế ước bí mật với quỷ ma, để lại lời nhắn buff tinh thần cho Aki nữa. Quan tâm đến thế là cùng anh em ạ. Thanh niên nào mà gặp người con gái yêu mình như thế thì cũng đúng là đã tu 8 kiếp rồi. Về phần Aki, sau cái chết của Senpai, anh đã khóc rất nhiều. Khóc vì mình quá yếu không thể bảo vệ được cô. Khóc vì không trân trọng khoảng thời gian vừa qua. Và cũng có thể khóc vì từ nay trở về sau, hình bóng Himeno đưa điếu thuốc sẽ không còn xuất hiện nữa. Vậy anh em thử nghĩ xem, nếu ngày ấy Himeno không chết và giao kèo bí mật với Denji được suôn sẻ, thì liệu cô có cơ hội nào trong mắt Aki hay không? Comment ý kiến bên dưới nhá! Denji và Reze. Denji là một trong những nhân vật có sơ đồ tình cảm rắc rối nhất anh em có thể tìm thấy trong thế giới manga. Đối với Makima, ta có thể gọi cậu là Karik vì yêu đơn phương. Đối với Power là Min vì trên tình bạn, dưới tình yêu. Còn đối với Reze thì lại là Mr. Zero, bởi vì dù yêu nhau đến mấy, cuối cùng vẫn phải nhận một cái kết buồn. Cá nhân mình đánh giá Denji và Reze chính là cặp đôi tiến gần đến nhau nhất đấy anh em ạ. Lần đầu gặp nhau dưới một khung cảnh hữu tình, trời mưa bất chợt kèm với ánh đèn đường, đẹp như một bức tranh vậy. Sau đó mối quan hệ của họ càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn thông qua những ngày tháng Denji uống cà phê thay cơm. Nói không hoa, vào lúc ấy chàng cưa nhà ta đã thực sự có ý định từ bỏ Makima rồi đấy. Mọi thứ lên đến cao trào và cái đêm định mệnh tại hồ bơi, khi mà mọi thứ nào là đồi núi, rừng rậm được phơi bày thì cũng là lúc Denji chấp nhận tình yêu với Reze. Tuy nhiên, đời không như là mơ, vào lúc ấy cô lại bộc lộ thân phận quỷ bom và tấn công. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhiệm vụ ban đầu của Reze có lẽ là đánh cắp trái tim Pochita. Tuy nhiên sau đó thứ mà cô quan tâm nhiều hơn lại là Denji. Đâu phải tự nhiên mà trong xuyên suốt những lần giao chiến, cô nàng chưa 18 này luôn muốn cùng chàng cưa đi thật xa. Thậm chí nếu anh em đọc kỹ hơn còn có thể thấy Reze muốn sống với Denji một cuộc sống bình thường vì cô đã yêu trên Somen mất rồi. Sau khi bị Denji hạ gục, dù ngoài miệng tỏ ra không cam tâm, tuy nhiên ngay sau đó Reze quyết định quay trở lại quán cà phê để trở thành người nâng khăn sửa gối cho cậu. Tuy nhiên lại một lần nữa, Sad Boy Fujimoto can thiệp, ông cho Makima xuất hiện và băng băng băng. Về phần Denji, cậu cũng giống như Reze đã có tình cảm với đối phương, cho nên đã ngồi đợi tại quán cà phê với một ý nghĩ kiên định rằng cô ấy sẽ quay về mà không hề hay biết rằng quỷ bom đã được quỷ chi phối cho vào bộ sưu tập.
Cuối cùng, cả hai không những không đến được với nhau mà sau đó quỷ cưa còn phải tận tay đối mặt và tiêu diệt quỷ bom nữa. Đau lòng thật sự. Anh em thử tưởng tượng xem nếu khi ấy Denji và Reze đến bên nhau, ta sẽ có được những gì. Riêng cá nhân mình thì nghĩ ngay đến cảnh Chainsaw Man và Bomb Woman cùng nhau ra trận siêu ngầu lòi, siêu xứng đôi rồi. Thôi thì chịu khó lên mạng ngắm ảnh fan art vậy. Hai. Makima và Pochita. Với biệt danh bà Hoàng Chap Girl, Makima sở hữu rất nhiều chàng trai theo đuổi từ thế giới Chainsaw Man đến thế giới đời thực. Thậm chí nhiều thánh sim lỏ còn sẵn sàng go 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 không cần ngại. Tuy nhiên, để tìm ra một cái tên xứng đáng nhất với nội dung video hôm nay, chỉ có duy nhất anh hùng của địa ngục Pochita Tà Tà mà thôi. Anh em biết vì sao không? Vì đó là người đàn ông duy nhất mà Makima yêu trong đời đấy. Quỷ chi phối sẵn sàng làm mọi thứ từ dịu dàng như đẩy xe hàng cho đến thô bạo như hạt gạo, miễn sao là được sống bên cạnh Pochita. Cũng chính vì vậy mà cô đã đẩy rất nhiều người vào bi kịch, ví dụ như Denji hay Aki chẳng hạn. Tuy nhiên đến cuối cùng, tình đơn phương vẫn chỉ là tình đơn phương. Makima không có được trái tim của quỷ cưa về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thứ duy nhất cô nhận được chỉ là tay nghề nấu ăn đẳng cấp vua đầu bếp của Denji mà thôi. Nhưng ở kiếp sống Nayuta lần này, tỷ lệ rất cao quỷ chi phối có thể ở cạnh bên idol quỷ cưa của mình và không còn bị cưa nữa. Cứ nhìn cách Denji ôm Nayuta ngủ là hiểu ngay ấy mà anh em. Mấy anh em FA mùa đông này mà nhìn cảnh đó chắc là cay lắm đây. Kishibe và Quanxi. Nãy giờ toàn là những cặp trai gái Gen Z thôi, giờ mới thực sự là mối tình giữa những bồ lão này anh em. Từ rất lâu về trước, có lẽ vài chục năm gì đấy, Kishibe và Quanxi từng là đồng đội của nhau trong Hiệp hội Thợ Săn Quỷ Nhật Bản. Sugar Daddy này khi ấy còn là một cậu trai trẻ, vừa có mã ngoài, vừa nhiều tiền, lại còn sáu múi các kiểu. Nhưng vẫn bị Quanxi từ chối, anh em biết vì sao không? Vì siêu sát thủ này thực ra chỉ thích chơi hệ bách hợp mà thôi. Sau đó Quanxi quyết định rời bỏ mấy anh Nhật Bản đi tìm hương vị mới bằng cách đầu quân cho Trung Quốc và làm việc với tư cách sát thủ. Tại đây cô tìm được tình yêu của đời mình với bốn cô nàng quỷ xinh đẹp hot hòn hòt, sống những ngày tháng như thần tiên mà anh em ta ai nhìn vô cũng phải buông tay đầu hàng thử thách No Nut November. Về phần Kishibe, sau khi mất đi mối tình đầu, ông trở nên lạnh lùng boy, chỉ làm bạn với rượu và công việc. Tính cho đến hiện tại, ta chưa từng thấy thợ săn quỷ số 1 này đề cập đến việc có mối quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Mọi duyên phận tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng không, với nhiệm vụ ám sát Denji, Quanxi lại đến Nhật Bản một lần nữa và gặp lại người từng theo đuổi mình năm nào. Kishibe vẫn vậy, luôn coi cô là một người quan trọng, cho nên nhiều lần ông đã ra tay một cách tương đối nương tình. Nhưng Makima lại một lần nữa xuất hiện với tư cách là kẻ hủy diệt những mối tình. Cô nàng đã hạ gục Quanxi trong vòng một nốt nhạc, điều đáng nói là ngay trước mắt của Kishibe. Ông không khóc, không tỏ ra đau khổ, cũng không căm thù Makima vì nỗi đau ấy đã lớn đến mức không thể biểu lộ ra bên ngoài rồi. Kishibe chỉ muốn giữ nguyên trạng thái bịt mắt để không phải chứng kiến cảnh người mình dành cả đời để yêu thương chết ngay trước mắt mà thôi. Đúng là bi thương thật đấy. Vậy anh em nghĩ có lẽ nào Kishibe quyết tâm tiêu diệt Makima đến như thế là vì mối hận này hay không? Rất có thể à nha. Denji và Power. Như mình đã nói ở trên, Denji và Power không thể hiện ra tình cảm nam nữ với nhau, nhưng họ không phải là bạn bè bình thường, cho nên cách miêu tả chuẩn nhất về mối quan hệ này là trên tình bạn, dưới tình yêu. Ngay từ ban đầu gặp nhau, cả hai đã tỏ ra không ưa gì đối phương, thậm chí Denji còn phán sẽ chẳng bao giờ làm thân với con nhỏ quỷ dơ này được. Nhưng ghét của nào thì trời trao của đấy. Qua khoảng thời gian ở bên nhau, Power và Denji đã trở nên thân thiết đến mức không thể chia lìa. Rất nhiều phân cảnh cảm động, chả thua kém gì chuyện ngôn lù tung của cũng xuất hiện từ đây. Ví dụ như Denji chăm sóc Power khi bị ám ảnh quỷ bóng tối này, cùng ôm nhau ngủ này, hay pha cầm bánh kem chúc mừng sinh nhật nữa. Nói chung là nhiều lắm. Mình thì không khẳng định rằng Power và Denji có tình cảm nam nữ với nhau hay không, nhưng mà nói chung một điều rằng tác giả lại một lần nữa chia cắt họ, dù là quan hệ gì thì cũng không còn được ở bên nhau nữa. Thậm chí huyết quỷ còn bị hạ sát ngay trước mặt Denji mà cậu chả làm được gì. Tuy sau đó có comeback trong vài chat, nhưng cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt thôi anh em ạ. Trên tất cả, không biết anh em có nhận thấy rằng hai người này thực sự có một thứ tình cảm gì đó mà bản thân họ cũng không hề hay biết. Ví dụ như Denji chấp nhận ở bên cạnh Power, quan tâm chăm sóc mà chả để ý gì đến đồi núi như các cô gái khác. Về phần Power, cô còn chấp nhận chống lại Makima vì Denji là người đặc biệt. Cái này anh em nào có bạn thân khác giới xác nhận dưới phần comment xem liệu đây có phải là tình bạn đơn thuần không nhá. À, tí thì quên, trong thời gian tới, chắc chắn Denji sẽ dấn thân vào con đường tìm lại huyết quỷ. Khi ấy anh sẽ tìm mọi cách để biến cô thành Power và bắt đầu sống chung như những ngày xưa. Vậy có lẽ nào thánh mê gái nhà ta lại có số hưởng được chăm sóc hai cô nàng quỷ? Hay lại sẽ xảy ra một biến cố gì đó?
Cá nhân mình thì chỉ mong ở kiếp sống này, Power hãy sở hữu cho mình một chiếc TV màn hình lồi view 100% để xem phản ứng của Denji. Này thì lúc trước body shaming bà nhá. Và rồi, đó cũng là toàn bộ 5 cặp đôi không thể đến bên nhau mình nhận thấy đáng thương nhất trong trên Showman. Anh em thấy liệu còn cặp nào mình kể thiếu không? Nếu có thì đừng ngần ngại comment bên dưới nhá. Giờ thì chúng ta cùng đến với góc bình luận thôi nào. Đầu tiên là bạn Asrap. Anh ơi, Muzan với quỷ bóng tối ai mạnh hơn nhỉ? Chúc anh sớm 1 triệu sắp. Cảm ơn em nhiều nhá. Riêng cá nhân anh thì chưa đánh giá được. Khi nào quỷ bóng tối thể hiện hết sức mạnh trong một trận chiến thì anh sẽ giải đáp thắc mắc này nhá. Tiếp theo là bạn Sugikuni Yunchan. Chào anh Weibo đẹp trai, em là fan mới. Chào mừng thành viên mới đến với đại gia đình quý biểu nha. Lên TV ngay và luôn thôi nào. Và cuối cùng là bạn Ohagi TV. Có quỷ dép lao không nhở? Chắc là có đấy bạn ạ. Ngày xưa trốn học đi net sợ dép lao vãi cả trường luôn ấy. Và cuối cùng, nếu anh em muốn ủng hộ mình làm thêm nhiều video về Chainsaw Man, nhớ ấn một like, một đăng ký kênh để boost động lực nha. Ngoài ra thì cũng đừng quên để lại comment của mọi người bên dưới để mình có thể bế anh em lên TV và phục vụ ngày một tốt hơn. Cảm ơn và hẹn các anh em quý bỉu ở những video sau. Bye bye!